Thiên Ân đầu tư mua nhiều túi hiệu sau 5 tháng đăng quang MGI. Trên trang cá nhân, Thiên Ân vừa cập nhật khoảnh khắc đời thường vào dịp cuối tuần. Trong khung ảnh, nàng hậu xuất hiện giản dị với set đồ quần jean, áo thun cơ bản. Trong đó, mẫu túi hiệu của nhà mốt Chanel trở thành điểm nhấn cho tổng thể outfit của mỹ nhân gốc Long An. Được biết, item này có giá dao động từ 40 đến 50 triệu đồng. Từ đây, fan càng ấn tượng hơn với khả năng đầu tư thời trang cho bản thân ngày càng xịn sò của người đẹp 10/10. Sau đăng quang MGVN, Thiên Ân liên tục thay đổi nhiều kiểu túi hiệu khác nhau. Những item đến thương hiệu đình đám như Chanel, Dior đều nhanh chóng có trong tủ đồ của nàng hậu sinh năm 2000. Từ trong đời thường hay đến khi đi công tác, đương kim hoa hậu không quên sử dụng các phụ kiện này để nâng tầm giá trị bản thân. Đặc biệt, cô sở hữu mẫu túi Boy Chanel có giá trị lên đến 150 triệu đồng. Được biết, đây là món quà bà trùm hoa hậu dành tặng cho người đẹp để nhận cô làm con gái nuôi. Thiên Ân khá yêu thích món hàng thời trang này và thường sử dụng trong mọi chuyến đi. Từng mang danh hoa hậu nghèo nhất Việt Nam, cô nàng dần trở nên sang chảnh, xịn sò chẳng kém dàn hậu cùng nhà. Việc chi tiền cho những món hàng đắt đỏ cho thấy sự thành công của Thiên Ân sau khi nổi tiếng. Các item đồ hiệu cũng giúp nàng hậu gốc Long An nâng tầm giá trị bản thân trong lòng công chúng. Từ đây, mỹ nhân sinh năm 2000 trở thành động lực cho các bạn trẻ trong việc muốn thay đổi cuộc đời mình. Với nỗ lực và quyết tâm chinh phục mục tiêu, chúng ta đều có khả năng chạm đến thành tựu mong muốn và có được điều kiện sống tốt hơn.